chết là làm sao? Con không muốn chết theo ba mẹ. Trời, con muốn chết theo ba mẹ hả? Tại sao vậy? Con kể cho chú nghe coi. Tại vì con sống trên đời làm chi mà sống chỉ có một mình. Trời ơi, nghe chú. Chú thấy đau lòng không con chưa? Là con sống chỉ có một mình thôi. Một cái hôm mà mẹ con mất á, rồi con đêm đó con có ngủ được không? Không. Con suy nghĩ. Một lần. Sao con kể cho chú nghe coi. Mẹ con về có mộng cho con, nói là sống tốt. Trời, mẹ con chết rồi, báo mộng cho con hả? Rồi có dặn con điều gì nữa không? Sống có hiền lành. Sao con trai? Sống có hiền lành. Giờ hiện tại nè, người ta thì có đủ cha đủ mẹ, còn con á, mẹ mất, có khi nào mà con suy nghĩ con là một cái người, một cái cậu bé mồ côi không? Rồi không có cha có mẹ gì hết. Con chỉ nghĩ con là một người vô dụng thôi. Người vô dụng hả? Tại sao? Tại vì con lo cho ba mẹ con được. Trời ơi, con còn nhỏ sao con lo cho ba mẹ con được? Con kể làm sao coi, con là người vô dụng không lo cho ba mẹ con được như thế nào? Con trai, ba mẹ nuôi con thì nhỏ đến lớn mà con không nuôi lại. Là con suy nghĩ vậy đó hả? Ba mẹ con suy nghĩ là con suy nghĩ là con là người cậu bé nó nói là nói một cái câu đứt ruột đó, là suy nghĩ là con là cái người vô dụng. Chơi. Dạ cha mẹ nó chết rồi. Chết hả? Dạ, nó chết rồi khoảng chừng là nửa tháng nay. Trời ơi. Dạ. Là mẹ nó chết á. Mẹ nó là con ở gần nhà không? Dạ là con ở gần. Ừ. Chú thấy nó bán vé số nè. Dạ. Nó cũng thường bán vé số hả con trai? Dạ. Trời ơi. Rồi chỉ là con biết là gia đình nó là cha mẹ mất hết. Nó có anh em gì không con trai? Dạ. Dạ con cũng không biết. Con chỉ là biết là, như là con nó là bạn bè. Bạn bè. Nhưng mà con biết là nó mồ côi cha mồ côi mẹ. Dạ. Trời ơi. Hiện tại là cha mẹ nó mất hết. Dạ. Mới mất đây hăng trai. Dạ. Bán vé số hả? Dạ. Ừ. Thôi vô ngồi trong đó đi. Chú chút xíu chú mua hết cho nha. Con còn nhiêu tờ? 5 tờ chút chú mua hết cho. Vô đây ngồi chú hỏi tí xíu à. Làm ly trà đường coi chú. Con thường bán đây không? Con qua đây ngồi đi anh trai cho chú coi. Con thường bán ở khu vực này không? Con uống gì chú kêu luôn cho. Con uống gì? Nước nhóc nè. Rồi. Trà đường. Con uống gì? Hai trà đường. Rồi cho chú hỏi, rồi cha con đâu? Cha con mất rồi. Rồi mẹ con đâu? Chết luôn rồi. Cha con mất rồi mẹ con chết luôn hả? Trời ơi. Rồi con ở với ai? Cô bác. Cô bác hả? Cô bác là ai? Bây giờ cho chú quay ghi hình ha, rồi chú giúp cái được gì chú giúp nha. Cho con hỏi thì thằng nhóc này nó bán cái số là nhà nó gần đây không chú? Cũng cách đây khoảng chừng cây số à. Yeah, gần cây số hả? Nó nói với con đó là cha mẹ nó chết hết rồi. Tin nó vậy đi chứ còn tôi bán không tôi không biết. Thường nó bán cái số đây hả chú? Ừ, cũng thường bán. Thấy nó lội vậy. Con tên gì? Con tên Bảo. Con cảm ơn chú nha. À, con bán ngày nhiêu vé trời? À, 50 hả? 50. Rồi cho chú hỏi lại nè, là mẹ con hồi nãy con nói bị gì? Bị nhiễm trùng máu. Là sao con? Mẹ con bị nhiễm trùng máu, bị tim. Vậy hả? Nhiều quá. Nói chung là bị bệnh đúng không? Rồi cha con đâu? Bệnh chết luôn. Bệnh chết luôn. Mà bệnh khác mẹ con. Vậy có
có bệnh tim là giống. Có ai quay con chưa? Có rồi. Có cái cô gì đó hả? Dạ. Nó lớn lớn lên. Nó lớn lên. Chú có cái mít đó. À, hiện tại là mẹ con bị bệnh. Rồi cha con cũng mắc luôn. Ai mà người nào mắc trước con trai? Ba con. Cha con. Con biết cha con bị nguyên do gì không? Con không biết. Rồi mẹ con? Mẹ con bị bệnh tim, bị bệnh nhiễm trùng máu. Con đưa giấy số cho chú lấy hết nha. Là bệnh như vậy rồi, hiện tại là nhà con có mấy anh em? Dạ sao? Con anh không nhớ. Anh em ruột con kìa. Em ruột con có một. Có một, có một là con hay là còn người anh nữa? Con với người anh. À, con với người anh. Người anh nó có hiện tại bây giờ nó có làm gì với con không? Không, anh chỉ đi bắt chuột thôi. Rồi con làm gì con bán vé số đó hả? Dạ. Trời ơi. Anh con bự chưa? Lớn rồi. Bự. Là hiện tại bây giờ là mẹ con ở chung cái nhà với anh con hay là ở riêng chỗ khác? Ở chung, ở riêng. Riêng rồi. Riêng anh con ngủ mình, con ngủ với ông Tám. Trời ơi, cha mẹ mất hết, chú gì ơi, đi bán vé số. Rồi ở gần đó rồi ăn con nấu cơm, nấu cơm hay là ăn cơm ké của vòng vòng đó. Ăn cơm ké. Con nói lớn lên con trai. Con ăn cơm ké. Cơm ké hả? Rồi ở đó là người ta cho ăn hay sao, có dòng họ gì không? Có. Có hả? Rồi là con mắc mẹ, mắc cha luôn. Rồi con đi bán vé số như vậy rồi con đạp xa không? Xa. Xa. Con đi như vậy rồi có mỗi giờ không? Mỗi. Đúng không? Rồi, Thằng đó nó biết con hay gì kìa? Nó nói con một cô cha một cô mẹ luôn kìa. Đúng không? Biểu ơi, vô cho tiền nè. Sợ. Rồi chú Biểu cho bánh nè. Đó nó gần con hả? Xa. Chú Biểu nè. Con qua đây nè cho chú Biểu nè. Con lại đây đứng nè. Không có sao đâu. Con lại đây cho chú hỏi cái coi. Con lại đây đứng cho chú hỏi nghe coi. Đây nè. Con cho chú hỏi là thằng này là con hồi nãy nói là nó bị cha mẹ nó còn không con chơi? Dạ cha mẹ nó chết rồi. Chết hả? Dạ, nó chết rồi khoảng chừng nửa tháng nay. Trời ơi. Dạ. Là mẹ nó chết á. Mẹ nó là dạ. Con ở gần nhà không? Dạ là con ở gần. Chú thấy nó bán vé số nè. Dạ. Nó cũng thường bán vé số hả con trai? Trời ơi, rồi chỉ là con biết là gia đình nó là cha mẹ mất hết. Nó có anh em gì không con trai? Dạ. Dạ, con không biết. Con chỉ là biết. Như là con nó là bạn bè. Bạn bè, nhưng mà con biết là nó một cô cha một cô mẹ. Dạ. Trời ơi, hiện tại là cha mẹ nó mất hết. Dạ. Mới mất đây hăng trai? Dạ. Chú cảm ơn con nghe. Dạ. Ở kênh của chú là kênh gì chú? Anh chút đó để chú cho tiền mấy đứa mua bánh ăn nè. Thanh chúc miền Tây. Anh Mỹ có cảm ơn không mày? Rồi nè, cho tôi hỏi nè, quên. Như vậy là người ta nói là người ta nói á, là hiện tại ông là một coi cha một coi mẹ rồi đám giỗ đám bằng tầng nè, rồi ai phụ ai tổ chức ra? Dì của con à. Dì của con có lo cho con đi học được không? Có hả? Hiện tại là con có đầy đủ không?
chẳng hạn như là chú hỏi gì nè, con đi học rồi xe nè, rồi tiền nè, hiện tại là đang nghỉ hè đúng không, nó tốn rất là nhiều. Cái cấp mẹ con còn sống, con có đi học chưa? Rồi hả? Hiện tại là tiền mỗi ngày là ai cho con? Con kể cho chú nghe coi. Mẹ con. Hiện tại bây giờ nè. Chị con. Ừ, chị con hả? Chị ruột hay sao? Chị ruột con. Hồi nãy con nói là có hai anh em mà sao chị ruột nữa? Chị ruột con là khác. Chị ruột bà con hả? Chị ruột của con là cha khác. Cha khác hả? Nói chung là cha khác. Cùng cha, khác mẹ ha. Trời ơi, vậy là cũng khác, có nuôi con không? Không, cùng mẹ khác cha. Cùng mẹ khác cha hả? Mà có nuôi con không? Có, mà chế đi sống chỗ khác rồi. Đi sống chỗ khác hả? Dạ. Rồi hiện tại giờ là con sống chung với nhà người nào nè, con kể cho chú nghe coi. Sống chung với nhà ông Tám, là của ngoại con. Ông ngoại con hả? Trời ơi. Rồi đi bán gì nè? Rồi sáng mấy giờ con đi? Thường con đi bán vé số á? 5 giờ. 5 giờ sáng hả? 5 giờ, 5 giờ mấy. Rồi con lội, con lội bộ hay là con đạp xe đạp? Chú thấy con lội bộ đó. Con đạp xe con. Nè con nhìn nè trai. Con nói lớn lớn lên coi. Con lội bộ. Con có nhớ mẹ con không? Nhớ. Nhìn đây nè. Con nhớ mẹ con lắm hả? Rồi mẹ con mắt con có nhìn được thấy mẹ con lần cuối không? Hả? Có hả? Con đi bán vé số này chú nghe nói là con mệt lắm đúng không? Con kể cho chú nghe coi, con muốn cái gì? Ước mơ con á. Mơ con. Có cái điện thoại đúng không? Để làm cái gì? Coi phim. Coi giải trí hả? Con xài điện thoại là nó không có được tốt nha. Nhưng mà là con chỉ muốn xem thôi. Tại vì điện thoại á, là con dành cho cái chỗ mà dành cho học hành thôi. Con xài trong cái điện thoại á, nó rất là nhiều cái hay. Mà nếu con tận dụng á, sẽ nhiều cái hay. Mà con mà không có tận dụng rồi thì không có có những cái hay ha. Con biết không? Là con ước có cái điện thoại để coi, để học hỏi thêm hay sao con trai? Ở đó giờ con có không? Không. Không hả? Con nói chuyện lớn lớn hả? Con chỉ có ké thôi. Ké hả? Trời ơi. Chuyện thoải mái đi. Là cha mẹ. Hiện tại là mất hết. Nhà thì sống với một người anh. Đúng rồi. Kể cho chú nghe rồi chú giúp gì được con giúp. Rồi con đi bán vé số này là người ta đem lại, người ta đưa cho con hay sao? Con trai. Con đi qua lấy. Qua lấy hả? Rồi con bán vé số này cho chú hỏi nè. Rồi tiền con đưa cho ai? Đưa cho chị con bỏ heo. Heo. Để dành cho con hả? Rồi người cấp trước người ta cũng có quay con rồi hả? Rồi sau này có cho quay không? Cho nhưng mà tại có quay hoài cho nên chị con không cho quay nữa. Vậy ha. Chị con không cho. Bữa nay chú quay rồi có khi nào la chú luôn không? Không. Chú giúp con đó. Rồi, chú thấy ngồi nó cái gì nhìn chú nè. Con uống nước đá gì không? Chú kêu. Con kể cái hoàn cảnh cho chú nghe coi. Con suy nghĩ rồi con có nhớ mẹ không? Con nói lớn lên con trai, đây nó hơi ồn. Con kể làm sao? Con nằm đêm con có mơ thấy mẹ không? Có mơ được một lần. Sao con kể cho chú nghe coi. Mẹ con về có mộng cho con. Nói là sống tốt. Trời. Mẹ con chết rồi. Báo mộng cho con hả? Rồi có dặn con điều gì nữa không?
sống có hiền lành. Sao con trai? Sống có hiền lành. Giờ hiện tại nè, người ta thì có đủ cha đủ mẹ, còn con á, mẹ mất. Con chỉ nghĩ con là một người vô dụng thôi. Người vô dụng hả? Tại sao? Thì chỉ con lo cho ba mẹ con được. Trời ơi, con còn nhỏ sao con lo cho ba mẹ con được? Con kể làm sao coi, con là người vô dụng không lo cho ba mẹ con được. Như thế nào? Con trai. Ba mẹ nuôi con thì nhỏ đến lớn mà con không nuôi lại. Là con suy nghĩ vậy đó hả? Ba mẹ con suy nghĩ là con suy nghĩ là con là người cậu bé nó nói là nói một cái câu đứt ruột là suy nghĩ là con là cái người vô dụng, không có lo cho ba mẹ được, ba mẹ lo cho con rồi con không lo được mà cha mẹ bé mất hết trơn cậu. Rồi chưa trưởng thành sao lo đó. Về chú nói kìa, không vô dụng chứ được. Con suy nghĩ vậy hả con trai? Thì từ mẹ lớn lên rồi có việc làm đâu. Mình gắng học đi nghe con trai. Con gắng học đi. Là con suy nghĩ là con là một cái người vô dụng hả? Rồi con có suy nghĩ gì nữa không? Đây mà. Con trai. Đây mà. Có suy nghĩ con sống lại. Ừ, muốn mẹ con sống lại. Ba con sống lại. Là mẹ với ba con là mẹ con hôm bữa mất đó là chôn hay là sao? Ba con chôn, mẹ con thiêu. Thiêu luôn hả? Trời ơi. Ba con chôn. Con nói hơi lớn lên con trai, tại vì nó nhỏ, cái tiếng nó hơi nhỏ đó con trai. Chú có mít nhưng mà sợ nó nhỏ đó. Rồi hiện tại bây giờ nè, là con ăn cơm nước là ăn nhờ của người ta hả? Rồi cô chú ở sớm rồi, người ta có thương con không? Có thương mà ít. Ít hả? Lý do làm sao con kể cho chú nghe coi, có thương mà ít. Lì. Gì? Lì. Thì con đừng lì nữa. Con đừng lì nữa. Con đừng lì nữa. Mình con sống mình gì nè, hiện tại là mẹ con đã mất rồi. Thì con sống là ngoan lên cho cô chú người ta thương. Ha. Người ta không có la bệnh. Con có là muốn là con là muốn người vô dụng không? Dạ. Hả? Dạ. Con có muốn con là cái người không vô dụng không? Muốn hả? Giờ con muốn làm gì? Con kể cho chú nghe coi. Nó lớn lên con muốn làm gì? Sao con trai? Con muốn trả ơn cho ba mẹ. Ồ, trả ơn hả? Muốn trả ơn cho ba mẹ hả? Người vô dụng thì cố gắng lên. Cố gắng lên. Con muốn trả ơn. Bây giờ mẹ con còn với mẹ con còn đâu nữa mà con trả ơn? Hả? Sao con trai? Con suy nghĩ, con chú có nghe mấy cái chú kia nói á, con suy nghĩ con nói con muốn mà muốn chết là sao? Con muốn chết theo ba mẹ. Trời. Con muốn chết theo ba mẹ hả? Tại sao vậy? Con kể cho chú nghe coi. Tại con sống trên đời làm chi? Mà sống chỉ có một mình. Trời ơi, nghe chú. Chú thấy đau lòng không con trai? Là con sống chỉ có một mình thôi. Một cái hôm mà mẹ con mất á, rồi con đêm đó con có ngủ được không? Không. Con suy nghĩ cái điều gì sau này cho con? Con suy nghĩ là con muốn ba mẹ con sống vậy. Vậy hả? Muốn ba mẹ con sống mà ba mẹ con có sống được đâu. Chết rồi sống sống mà không ai dám lì à.
cho chú hỏi nha, con thì đừng có, tại vì con đi bán vé số như vậy nè, là chú thấy nó vất vả quá. Mà con đạp chiếc xe đạp hả con trai? Trời ơi, chú thấy nó. Rồi ở nhà đó, rồi anh con có đi làm phụ với con không? Không. Rồi anh con làm gì với con? Anh con ở nhà đánh game. Rồi tiền cơm nước tiền xài đồ là ở đâu? Gì? Con đem về hả? Con đưa cho anh con hả? Con đưa cho cô, con đưa cho chị hai con dễ với con đi học. Chị hai con thương con không? Con phải nói thiệt nha, là mấy gì đồ á, có người nào hứa nuôi con và lo cho con không? Mấy cô mấy chú đồ đó gần sớm đó đó có. Ừ, có chị ha. Hai của con. Sao con trai? Chị hai của con hứa nuôi cho con. Ừ, vậy ha. Con nói hồi nãy chú nghe con nói là con chưa có lo gì được cho cha mẹ con hả? Con còn có chút xíu sao con lo được? Ví dụ bây giờ muốn lo là con lo cái gì? Con nuôi cái gì? Bán số. Bán số hả? Làm cái gì đó con có tiền nuôi mẹ con. Làm cái gì nuôi? Làm cái gì luôn hả? Rồi cho chú hỏi nè, như vậy rồi như vậy đó thì con đi bán vé số ngày chỉ có 50 tờ thôi, rồi đi về á con bán có khi nào con bị mất vé số và bị mất tiền không? Không. Rồi bữa đó làm sao mà con bị mất, con kể cho chú nghe coi. Con cũng không biết nữa, con muốn nói cho con kiếm tiền, con thấy mất 100 ngàn. Nhiêu con? 100 ngàn. 100 ngàn. Rồi con đi bán vậy mắc rồi về, rồi chị con đồ ở nhà đồ có ai la con không? Con. La con sao? Bán xong để cho mắc. Bán sao mà không giữ để cho mắc hả? Vậy luôn đó hả? Bây giờ là con, nếu mà con có cái ước mơ á, là con ước cái gì con nói cho chú coi. Nói lớn lên cho mấy chú nghe. Con ước có cái điện thoại. Rồi có cái gì nữa không? Con ước có tiền đặt đèn để con đi học. Gì con? Con ước có tiền để đi học. Tiền đi học mà. Rồi thường 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 con có tiền không? Có. Có hả? Con không biết có đủ để đi học không. Trời ơi, không biết có đủ đi học là sao? Con có đủ đi học không à? Con sợ là không có biết đủ tiền đi học không á? Hiện tại là con vừa bán vé số, con vừa học á con trai. Rồi gần tụ trường rồi hả? Tụ trường con cho học con nghỉ bán số. Nghỉ bán vé số, nghỉ bán vé số rồi tiền đâu con đi học? Ví dụ chưa biết hả? Nghỉ thì con nghỉ học thì con lấy tiền để con đi học. Chú thấy nếu không có đủ tiền ăn thì con nhận con đi học. Là hồi nãy bây giờ con nói gì nè, con nói là con là bán vé số, là con nói thiệt nha, tại vì chú quay lên để chú chia sẻ cho mọi người được biết, là chú hỏi ông chú ở đây là con là cũng thường đi bán vé số ngang đây ha, nhóc này cũng thường bán ngang đây ha, nhưng mà cái hoàn cảnh thì chú chưa có gành. Có mấy đứa nhóc hồi nãy nó nói đó là cha mẹ mất hết trơn rồi đó. Rồi hiện tại bây giờ nè, cho chú hỏi đó là con thấy bạn bè con á, có cha có mẹ đầy đủ, rồi con á thì không có đầy đủ, rồi con suy nghĩ làm sao con trai?
biết. Không biết luôn. Con có được trả hiếu cho cha mẹ chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Hồi nãy con nói gì chú thì sao? Con chưa trả hiếu cho cha mẹ hả? Con nằm đêm con suy nghĩ gì hay sao? Rồi cho chú hỏi cha con ngủ con có thấy cha con không? Không. Chỉ thấy mẹ thôi ha. Rồi cái nhà nè, cái nhà chú được biết đó, nhà của con ở một mình hả? Ở với anh con hả? Anh con ở một mình. Nhà con khá không? Con nghèo lắm. Vậy hả? Nhà con nghèo. Là nhà con nghèo đúng không? Rồi tiền đám này kia là chị con làm hả? Chú thấy xót quá trời luôn cái gì. Giờ nè, cho chú hỏi nè. Là nhà con gần ở đây không? Gần. Rồi một chút xíu nữa con đi về đẳng rồi dẫn chú lại được không? Con sợ chửi. Con sợ bị la hả? Ai la con? Gì la, giờ la không cho mấy chú lại hay sao? Để bón heo. Bón heo để dành tiền đi học á con trai. Nhìn thấy xót không gì. Một cái hôm mà bữa mẹ con mắc á, rồi con buồn như thế nào con kể cho chú nghe coi. Con buồn, con khóc. Khóc rồi. Con suy nghĩ làm sao? Con suy nghĩ là con muốn chết. Muốn chết nè. Lý do là sao? Lý do con ở có một mình để làm chi? Trời, con nói lớn lớn lên cho chú nghe, cho mấy chú con nghe. Con ở có một mình con ở làm chi? Con còn anh nè nữa mà. Anh con lớn rồi. Con có chị nữa mà. Chị con lớn đi chỗ khác ở. Đi chỗ khác nè. Rồi con sống một mình con sống làm chi? Rồi mấy chị mấy anh con có lo cho con không? Lo nhưng mà ít, hay chửi con. Hay chửi con hả? Mấy chị chửi là mấy chị thương đó, mấy anh rồi đó. Người ta chửi người ta thương đó đó quên. Tại vì cô chú người ta thương con. Người ta mới la. Con có quậy không? Có quậy không con trai? Chú hỏi nè. Con có quậy không mà mấy chị mấy anh la con? Có như phải rồi. Thôi. Nè, con nhìn chú nè. Con đừng có suy nghĩ là muốn chết này kia ha. Đúng không? Tại vì là người ta, mấy chị mấy cô con á là giúp con thôi. Con nhìn chú nè, nhìn đâu à? Nhìn chú nè. Là cô chú người ta giúp con á, đúng không? Bây giờ là chú trò chuyện con ở đây, chút xíu cái chú về con chịu không? Rồi rồi ha. Rồi sáng giờ con ăn gì chưa? Con ăn gì nữa không? Chú chở con đi ăn nè. Không. Hả? Không. Tại sao vậy? Sao vậy? Nói chú nghe coi. Sao? Tại vì chú tốn tiền. Tốn tiền á? Tốn tiền chú chứ tốn tiền con đâu con sợ. Tốn tiền chú ơi, tiền đâu mà chú ăn. Thường thường á mẹ con mà mắc rồi đó thì ai là người đốt nhang? Ai đốt nhiều hơn? Con thường có tâm sự với mẹ không? Tâm sự như sao? Giờ ở đây con nói cho chú nghe coi. Nè, nói thiệt nè. Con tâm sự với mẹ làm sao? Con nói với mẹ làm sao? Con nói đây cho chú nghe coi. Hả? Con nói làm sao? Con nói là mẹ ơi, nhìn bỏ con mà. Trong rồi. Cái cấp mẹ con bệnh đó, con có đi xuống thăm mẹ không? Thăm mẹ, mẹ la con hay gì hả? Mẹ có kêu con dặn dò với con cái điều gì không? Chết, mẹ con còn lo cho con hả? Lo làm sao con kể cho chú nghe coi. Mẹ nói gì? Mẹ con giận nhắm mắt rồi, chết rồi. Nói rồi mà mẹ con vẫn không chịu đi. Không chịu đi là đợi con hay sao? Con
kéo lại em nói. Cái chân nó chết trước xong rồi thầy, và thầy chết nó chết đi. Cho bố bội vô cái bà chết. Cho bà uống rồi. Mẹ con thường ngày là bị bệnh gì con biết không? Bị hồi nãy con nói gì bệnh gì nè? Bệnh nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu. Lâu không con? Tim. Lâu không con? Bệnh lâu năm rồi mà tại mẹ con đi khám bệnh. Không đi khám bệnh là lý do là sao? Không có tiền hay sao? Con nói chút chút. Con không biết. Nó bị bệnh lâu năm lắm luôn. Lúc đầu ba con chết rồi. Sao đây rồi? Ý là con phải lãnh thuốc uống hoài. Mà ba bỏ thuốc. Bà bỏ thuốc hả? Bà không uống thuốc hả? Thấy đau lòng không quý vị? Con nhắc này là con kêu bằng mà mù côi. Con có suy nghĩ con là một cái cậu bé mù côi không? Con đi bán vé số gì nè con trai. Con đi bán vé số người ta có hỏi rồi cha mẹ mày, nói cha mẹ mày chết hết không? Có không? Người ta có hỏi con cái đó không? Rồi con nhìn chú nè. Rồi người ta hỏi con vậy rồi con trả lời sao? Con trả lời có. Có hả? Ta có hỏi lý do làm sao không con trai? Ta hỏi lý do sao mà bệnh. Hỏi lý do sao mà chết. Con nói bị bệnh. Và hiện tại là người ta nói con là con ở dưới dưới ai, với ai không? Có. Trời ơi. Có hả? Con nó ở với chị với anh này kia đồ ha. Bây giờ chú cho chú hỏi lại nè, nếu mà có một cái điều ước á, con ước cái gì cho con? Ước có điện thoại. Trời ơi, sao ước có điện thoại vậy? Ước con có tiền đi học. Vậy thôi ha, hai cái đó là chỉ có hai điều thôi. Chị ước nhiều đó thôi ha. Con trai, rồi cho chú hỏi á.